Bộ Giao thông Vận tải cho biết đến thời điểm này vẫn còn 13 nhà đầu tư BOT chưa ký hợp đồng dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC với nhà cung cấp dịch vụ. Tiến độ này có thể dẫn đến nguy cơ chậm thực hiện lộ trình theo quyết định số 19 của Thủ tướng Chính phủ là chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 phải chuyển sang thu phí ETC. Trong trường hợp đến mốc thời gian này nếu việc không triển khai thu phí ETC chậm trễ là do lỗi của nhà đầu tư thì trạm BOT sẽ phải dừng thu phí. Theo Bộ Giao thông Vận tải, dự án ETC giai đoạn 2 có 33 trạm thuộc quản lý của 22 nhà đầu tư BOT, nhưng hiện mới có 9 nhà đầu tư BOT đang quản lý 16 trạm ký hợp đồng dịch vụ thu phí ETC với nhà cung cấp dịch vụ. Còn lại 13 nhà đầu tư BOT đang quản lý 17 trạm thu phí chưa ký hợp đồng. Trong số này, có 3 nhà đầu tư đã chốt được điều khoản hợp đồng. Bốn nhà đầu tư đang đàm phán và bốn nhà đầu tư đang đề nghị Bộ Giao thông Vận tải làm việc trước khi nhà cung cấp dịch vụ đàm phán gồm công ty trách nhiệm hữu hạn BOT Thái Nguyên chợ mới, công ty cổ phần BOT Quang Đức Gia Lai, công ty cổ phần đầu tư Cầu Mỹ Lợi và công ty cổ phần BOT Cầu Thái Hà. Hai nhà đầu tư đang quản lý bốn trạm không đàm phán được hợp đồng dịch vụ là công ty cổ phần đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa và công ty cổ phần đầu tư Đèo Cả do đề nghị vận hành trạm thu phí.